Con nghe sức khỏe sống đi nhá. Sống hướng thiện, làm theo Phật pháp, dù ở tuổi bóng đã xế chiều, tích đức nhân dành cho con cháu, hưởng phúc lành thế hệ mai sau. Các quý thầy của chùa Ba Vàng cùng đoàn tăng hôm nay đến đây đã mang đến cho chúng tôi một món ăn tinh thần vô giá và tình cảm vô cùng cao cả. Vì các thầy đến tri ân tặng quà cho các cụ làm chúng tôi có thêm động lực trong cuộc sống, sống vui, sống khỏe, sống có ích hơn trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Vừa qua, thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử, đại diện Chư Tăng Chùa Ba Vàng đã đến thăm và tặng quà cho các cụ ông, cụ bà tại Trung tâm Dưỡng Lão Diên Hồng, cơ sở 3, Hà Nội. Trong bầu không khí ấm áp, quý thầy gửi lời hỏi thăm sức khỏe, động viên và chia sẻ với các cụ cùng đội ngũ cán bộ đang công tác tại trung tâm. Sau đó, quý thầy đã trao tặng các cụ những phần quà ý nghĩa. Trung tâm cũng rất là vinh dự khi mà được các sư thầy cùng với các cô chú ở đoàn chùa đến thăm hỏi các cụ và có một cái buổi chia sẻ. Thì con xin thay mặt trung tâm là không biết nói gì hơn ngoài là xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý sư thầy, các sư thầy cùng với các cô chú ở đoàn chùa. Chúc cho các thầy và các cô chú thật nhiều sức khỏe. Và để thay mặt cho cái lời cảm ơn thì bên trung tâm cũng có một lẵng hoa tươi. Đấy, con gửi đến các sư thầy cũng như là các cô chú đoàn chùa. Hy vọng rằng tình cảm và những món quà từ Chư Tăng và các Phật tử sẽ góp phần nhỏ mang đến cho các cụ niềm vui để các cụ cảm nhận được tình cảm ấm áp và sự quan tâm của mọi người luôn hiện hữu xung quanh. Chúc các cụ luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần lạc quan, hạnh phúc và đặc biệt là được kết duyên Phật pháp, tăng trưởng phước báu.